14 tháng 2 là ngày Valentine đoàn Sài Gòn tới thời về Cao Bao Vô Bình Dương để phục vụ cho cả nhà nha, phục vụ cho các đôi cặp đôi tình nhân gì đi. Ừ, tôi cũng đơn quá mà. Rồi Pha có nhắn gửi gì khán giả không? Chia tay, chia tay hết các cặp tình nhân, chia tay hết. Bà ác ghê luôn á, 14 tháng 2 mà kêu tôi chia tay. Chia tay rồi cô đơn quá, hôm nay 14 tháng 2 cô đơn quá rồi, không muốn ăn uống gì nữa hết. Mà nó kêu bà xanh gì, nước sơn để cho tay nó không có đẹp được nha. Cái màu nước sơn, màu nước sơn với chai đông dịch. Hiểu không? Thổi là năm được luôn hả? Cái này đưa bằng tay nó chuyện ta. Không, đưa bằng kia kìa. Đưa bằng tay kia lên. Cái này bằng tay rất là đẹp, rất là dễ thương nha. Cái màu bây giờ nó có một lõm gì nè. Cái màu bây giờ nó có cái sơn bây giờ nó có một lõm gì đó. Cái này 2020 là nước sơn cái ông tiến sĩ đó. Mà sao mà bây giờ màu sơn mới hả? Mà bắt đầu nè. Em nghĩ đi từ hôm Tết tới giờ rồi, từ hôm Tết tới giờ. Cái nước sơn cào, cào cái là nó chốc nè. Đó. Từ hôm Tết tới giờ. Ba là mạnh nha, là nữ hoàng chạy nợ. Ừ. Đang chạy nợ. Sơn không kịp bạc mới đây. À. vừa mới chấm sơn này là thắng rồi đấy, bỏ chạy bả ơi đang sơn dưới chân là cái bà kia bả tới trên nấp tôi đi. Hưởng gì thầy giúp cháu hưởng gì thôi, có sơn lặng thôi à, không để luôn mày sơn. Rồi hôm nay là ngày 14 tháng 2 nè. Chị nói gì đi chị Thanh? Người đàn ông người có lộn. Chị đang hạnh phúc đó. Người đàn ông có chồng, người đàn ông có chồng. Chồng chị Thanh nói gì? Chị đang hạnh phúc đó, chị nói đi. Có, chị nói là người đàn ông có chồng, người đàn bà có vợ. Chị không, chị mình nói đám cưới và hạnh phúc lắm. Chưa hay gì hả? Chị đang hạnh phúc đó, chị nói đi. Chị Thanh nói gì khán giả không chị Thanh nè? À, hello xin chào mọi người, chào tất cả khán giả. Hôm nay là ngày Valentine 14 tháng 2 là tức là ngày lễ tình nhân. Biết rồi má, con nói đó cũng biết má. Qua đây tu, qua đây tu à. Ý là em là được hạnh phúc rồi, em cũng mong muốn là cái ngày này ai cũng được hạnh phúc với em hết trơn á. Nhưng mà cái lúc mà đang rã hay không em không biết nha, chứ em hạnh phúc, em hạnh phúc trước. Phải vui là cắt đó vậy bà. Chồng mình mình một bài đó hả? Ba người hát bài được rồi. Hát bài gì vậy? Hạnh phúc không? Nhưng mà cái bài bóng dáng của Hiền không thuộc nè. Ta không biết. Bây giờ là ai hát bài gì? Ta gì? Ta biết cái bài hạnh phúc đó mấy bài. Hạnh phúc đó làm gì có bóng dáng mẹ Hiền mẹ. Trời ơi. Nói nào cũng vậy, cô gái Bạc Liêu. Không thuộc luôn. Cô gái Bạc Liêu thuộc không? Nhưng mà thuộc khúc đầu quá. Quýt cái mẹ đó. Nô. Cầm cái điện thoại đó lúc mình hát nó nghe nè, mình đâu phải là mình hát mà cái clip cái bét nhạc là mình sợ cho nên em mày hát rồi em mày sau này hát Vậy thì hát khu hai thần tình nửa bài nè, chị cũng sợ bài sắp trăng nửa bài ba nửa bài quê hương ba miền rồi mày ba miền ba nửa bài đó còn cái này hành trình cái đất phù sa anh chưa mất làm sao không có thuộc không nó thiệt thôi vậy nè. Bà gì? Có em lấy em dụ, có phải là tình. Bà gì? Tôi nghệ cao hơn em. Ờ, được vậy. Rồi, về đi. Bà nó tên Vũ đó. Nó cũng dân ca vậy. Tấm ca mà về Bắc Trung Nam á. Bắc Trung Nam không? Bắc Trung Nam quê mình miền đó. Bắc hộ. Hả? Anh Vũ, anh quản lý đây phải không? Với lại đồ, nó cưng. Anh hả? Cái bà gì? Hai cái thằng này nó chụp quân hay, cái thằng này chụp quân hay đó. Về quỷ Khanh. Khanh nè. Cái thời. Con gái nè. Có cái thời. Mới đi Campuchia vậy. Cách ly, cách ly. Cách ly, cách ly. Cách ly nhiều mới đi Campuchia về. Trời ơi, còn cảm nữa. Cái chung còn cảm nữa kìa. Thì ra chị phải là mới đi Campuchia vậy. Bị ăn hôi trời. Bị đê mà còn bị corona nữa. Đây. Nghĩ sao để cắt được cái máy đó vậy? Trời ơi, trời ơi, sao? Ôi, ôi, nó cắt hả, nó cắt hả? Mình mới tâm sự. Chủ nhà. Đây, đúng rồi. Mình mới tâm sự, tại sao có cái máy đó? Đúng rồi, đúng rồi. Cái máy rất là đẹp. Không có gì đẹp. Thấy mà nghe. Tôi tìm nhầm đó, tóc lạ lùng. Tôi thấy nó dài quá, tôi tính cắt lên. Cái nó cắt lên á, cái nó vẫn còn dài, hiểu không? Cái nó vẫn còn dài nữa. Cái em thấy vậy á, cái em cắt thêm miếng nữa. Cái miếng nữa sao nó bị hơi hớn nó cao lên. Rồi bằng nghĩ tao không để cho bằng quốc nó nguyên hàng nó cao lên. Cái này cứ bỏ vậy luôn. Nó cận mà nó từ từ. Ờ. Đã đồng ý trời. Nhưng mà nó gỡ kìa. Nhưng mà tôi đi gỡ kìa. Nhận cái tiền nó nể cái tiền nghe xuất sắc nha. Nói không biết nhìn nói luôn á. Cũng có thể không. Tới ra mà để bà tới ra đó.
Như đây bà, cắt cho bà. Thôi, đây là kiểu tóc của Valentine, muốn lên hai. Không, cắt cái cơ cục kia nó ra, cắt cái cơ cục cổ quá. Ngày mai cắt đi, máy quay lắm chứ, cắt cái gì xưa. Sao đâu, cộng đồng mạng ai cũng biết chị hối mà. Người đẹp Mỹ hối là Cẩm Nhung nha. Mốt là đổi tên rồi đừng bị có Cẩm Nhung, bị gan là Cẩm Hối. Cẩm Hối với người Thứ Quang gì? Tự nhiên giờ như vậy chạy nọ. Không, tôi nói Thứ Nhi. Thứ Quang đâm heo. Đây, không phải cái không có đâm đầu nữa, không có cái để. Thôi, chị không có gần gì cái phân tóc em đó. Bà các ông chị bà, chồng chị. Thôi, để người cắt giờ bà đẹp hại đó, bà thân bảy vậy đó. Ai để gì cắt giờ bà đẹp. Không phải. Ý là chị nói chị cắt cái gồng chỉ chút xíu là mình nó vụ cái đó ra mà không còn thấy cái đó nữa, mình nhìn nó trời. Tự nhiên nó bà làm sao đúng rồi. Chị ra coi nhí. Không, chị biết cắt mà không cần cắt. Chị cắt hoàn nguyên lỗ. Cái này cắt dễ lắm nè. Đây nè, cái cọng nối của nó nè. Không, cắt bên đây nè. Không phải, cái cọng nối này trước nè. Cái bên đây cái gỗ rồi. Mà làm sao mà hư luôn. Nè, mày thấy không, cái cọng nối của nó nè, thấy chưa? Nè. Yên tâm đi, chị Thanh cho một cái sớ khác. Nè thấy chưa nè, bây giờ mình cắt nó khúc chỗ này nè. Bà làm sao hư được quấn mà đó. Đã tóc khó ra đó. Đó nó ra rồi nè, cái nó bung ra nè. Đó đó thấy không? Nè thấy nó bung ra nè, thấy không? Nè nó rớt ra nè, mọi người thấy không nè nè. Đó cái nè. Ủa cái vụ gì vậy? Cái vụ nè, đó nè, đó là từ từ nó cộng dây nó ruộng nè, đó thấy không? Nè thấy không cưng, nè thấy không? Đè đó mọi người thấy không? Đó thấy không? Ồ nó đẹp biết bao nhiêu luôn á. Cắt cho hết đi, cắt hết đi. Cái này dễ cũng chết luôn, đâu có đâu khó nè, mọi người thấy không? Nè. Này chỉ có cắt cái chột của nó thôi là bắt đầu từ đầm nè vuột ra nè. Đẹp trai quá ha, cắt cái đẹp trai ghê luôn á. Đúng rồi. Thấy không? Cắt hết đi. Đó, chỉ cần cắt cái mối của nó đây nè, đó, vậy thôi. Đâu cần gì đi tiệm. Cái này cũng phải đi tiệm. Ờ mà đằng trước thôi, đằng sau cũng nói hết trơn nè. Đằng sau để đi. Là trời cái đầu là. Nó cũng mấy tép đó bà, nó cũng nhiều lắm luôn á. Sức cơ. Trời tưởng bà hỏi phía trước ai về phía sau. Bà hỏi hết trơn nguyên đầu luôn á. Có gì không ha? Chuyện sao tao buồn trời. Nè, dù ra đi kha 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 ấy dù ra giùm nó nữa. Đó, bây giờ mọi người mới thấy nè cái hối của nó. Trời ơi là trời. Đó mọi người nhìn thấy nè, hối nè đâu có em có nói thêm nó bớt đâu. Cắt đi đừng nói nữa. Không, hồi trước mới nghe thôi giờ mới được thấy nè. Ừ. Hết rồi. Hôm nay là Vũ Cẩm Nhung không đợi tóc giả nữa quá trời. Nè, đó thấy không? Bị ra liền nè chứ đâu có gì đâu, dễ chết. Đó nào giờ che đây, che đậy xui thật hả? Chỉnh cảnh sáng hả? Không ao rồi. Đầu tóc bà làm gì đau vậy Thanh? Đâu có đâu, bà tôi dạng tôi vụt ra đau gì đâu. Ủa nói bằng chỉ hả? Dạ, nó chỉ nè Nhi, dạng chết nè Nhi. Cái cột, cái mục của nó nè Nhi. Cái này nó làm nó ăn kia. Chị Thanh chỉ đừng nói tóc cho nên chị rành lắm. Không, mới 8 giờ. Ta đó là chị là bên học bên tóc. Ờ đúng rồi. Bên học tóc sao mà tóc chị quá tiền không được rồi đó. Học thôi chứ đâu có làm nữa đúng không? Chẳng những nó bị hối mà chẳng những nó có gào nữa nha. Tươi vậy. Không phải, gào là cái mối nấu chứ mấy. Không, cái này là đúng như bị quạo nhiều quá cái chóc da đầu. Cái mối nấu đó, nó không có sạch được á, hiểu không? Thôi mình đã dơ mình không có gọi đầu thì mới thừa đi gọi đầu cái lúc chưa nới tóc á cũng như cái mình gọi đầu thường xuyên đâu có đâu mình nới tóc rồi mình đâu gọi đầu đâu 8 tháng mới gọi đầu một lần từ Tết giờ mới chưa gọi đầu cho nên nó bong ra đầu. Ôi trời ơi 8 tháng rồi gọi đầu nó bị gãy lưỡi làm mà không làm nữa nè. Mà làm hư cái gì rồi nè. Thôi không phải gãy giờ không làm nữa nè. Người đây mát đi chậm mà chơi với hư què gì bên đây nè. Bên đây nè, từ cái đi, từ vô cái đi. Tôi nãy cái tiệm mà salon tóc thì nó nói lắm rồi. Nói nó công nhận là tiến sĩ mà. Cái ông tiến sĩ mà nói tóc là không bằng cái tiệm. Sao mày nói nhiều vậy? Quá trời đẹp luôn. Thì coi đâu đi, nó hoài vậy con quỷ. Con yêu nghiệt. Mày nhậu chưa? Nó hoài vậy. Đi nhậu nè. Nhìn mày dính rồi kìa. Đốc nó như bị dính. Ui, con bánh đợn nó khùng nó điên lên á. Ừ. Tà na nó nụ vậy. Tại vì đi Campuchia về là có chị ơi em thấy vô kho thì mở lại nha, thấy vô kho nhốt lại nè. Tự nhiên đi Campuchia vậy nó ho hoài. Tao vừa mới hỏi đi Campuchia về có kỷ niệm gì kể cho mà một trang vậy. Hết vô hỏi kỷ niệm rất là vui nó ho. Tí nữa nhốt lại nè.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.